Một mùa Tết nữa đã qua, cùng một năm với bao nhiêu vui buồn. Và cứ mỗi dịp lễ Tết như vậy, có bao giờ bạn phải lo lắng cho những bộ câu hỏi rất đỗi khó chịu của rất nhiều người khi về quê? Đó là những câu hỏi cực kỳ riêng tư về tiền bạc như: cháu lương bao nhiêu? Năm nay mày kiếm được nhiều không? Năm nay công ty bạn thưởng Tết có nhiều không? Và để rồi khi bạn trả lời xong sẽ là một chảng vô tận những thằng A con B đi du học kiếm được từng nay tiền, anh C chị D làm content TikTok xây được cả nhà lâu cho bố mẹ, bạn E bạn F làm IT mới mua được con mèo đẹp lắm, cùng rất nhiều sự so sánh, nói bóng nói gió cực kỳ khó chịu. Hay nói cách khác thì đây cũng chính là money shaming, một nét văn hóa quen thuộc trong giao tiếp của người Việt. Vậy cụ thể money shaming là gì? Làm thế nào để nhận ra và phòng tránh nó? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết nghệ thuật phòng chống money shaming tại Việt Nam năm 2024 từ tác giả An Phạm trên Spyroom nhé. Khái niệm. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu money shaming nghĩa là gì. Nếu victim shaming là việc miệt thị nạn nhân, cho rằng họ cũng chịu một phần trách nhiệm, hay religious shaming là miệt thị một người vì niềm tin, tôn giáo của họ, thì money shaming là hành động của một người nhằm miệt thị khả năng tài chính, sức khỏe tài chính của người khác thông qua việc sử dụng ngôn ngữ, cử chỉ nhằm chê bai, chế giễu, đánh giá, phán xét một cách ác ý. Hành động chê bai người khác mang ý nghĩa tiêu cực, dễ khiến nạn nhân trầm cảm, thậm chí tìm đến cái chết vì cảm thấy tự ti, mặc cảm hoặc bị xúc phạm nhân phẩm, danh dự. Money shaming xảy ra phổ biến hiện nay, đặc biệt là trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo và TikTok. Miệt thị người khác hay money shaming có thể chỉ xuất phát từ một câu nói đùa như mày nghèo thế, dạo này nghèo khổ thế. Nhưng hành vi money shaming còn có thể mang ý xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, như nghèo như vậy mà cũng đòi tán em kia, nghèo vậy mà cũng học lớp này à, nghèo vãi đái. Những câu nói money shaming vô tình hoặc cố ý cũng đều mang đến những suy nghĩ tiêu cực cho người nhận, hay trở thành vũ khí vô hình làm tổn thương đến họ. Và đặc biệt, money shaming người khác đã và đang diễn ra rất phổ biến trên các mạng xã hội cũng như trong đời sống hàng ngày. Vậy thì tại sao người ta lại money shaming người khác? Có nhiều động cơ khiến một người lại đi money shaming người khác, nhưng tự chung lại sẽ có 4 lý do chính sau. Thứ nhất là không giỏi giao tiếp, không biết tìm câu chuyện chung nào để nói nên đành nói về tiền. Trường hợp này chúng ta gặp rất nhiều, họ hàng lâu ngày không gặp lại, nhiều khi mặt và tên còn chả nhớ nhau, thật khó để tìm điểm chung giữa câu chuyện của hai người, nên hầu như người ta chỉ hỏi những câu xã giao với bạn, không có ý tốt và cũng chẳng có ý xấu, vô thưởng vô phạt. Loại này dấu hiệu là bạn trả lời vu vơ thì người ta thường cũng im im luôn, không đào sâu vô nữa. Lý do thứ hai là có ý tốt, muốn thúc đẩy bạn phấn đấu, hỏi để xem giúp đỡ bạn được gì không. Trường hợp này gặp rất ít, nhưng một khi đã gặp thì tuyệt vời. Bạn phải thấy cơ ở trong nguy. Nếu đã xác định người ta có ý tốt với mình thì phải nhiệt tình, nói rõ vấn đề của mình. Rất có thể người ta sẽ giới thiệu cho bạn một công việc ngon lành hoặc một hướng đi tối ưu cho bạn ở thời điểm hiện tại. Nhưng vẫn phải lưu ý là cuộc đời này nhân sâm thì ít, dễ che thì nhiều. Phải hết sức cẩn thận vì rất nhiều người giả vờ thiện lương. Lý do thứ ba là có ý xấu, hỏi nhằm mục đích gây khó dễ và miệt thị sự nghèo khó của bạn. Trường hợp này thì gặp nhiều. Đây là loại lỏng làng dạ sói, khẩu Phật tâm xà, bề ngoài thân thớt nói người, nhưng bên trong bụng giết người không dao. Người ta sẽ hạ bạn xuống để nâng người ta lên. Dấu hiệu nhận biết những người này là bất kể bạn trả lời câu hỏi như thế nào thì họ cũng sẽ liên tiếp gây khó dễ cho bạn. Bạn có nói gì thì họ cũng phủ định. Họ nói bóng nói gió, nói vòng nói vèo, ẩn dụ hoán dụ, kể câu chuyện anh A anh B, chị A chị B kiếm tiền tỷ, thu nhập cao vân vân, kể như thể đã chuẩn bị từ trước. Nói chung là họ đem lại cho bạn cảm giác bị gây khó dễ, chèn ép và triệt hạ. Nói chuyện với những người này thì cực kỳ áp lực. Và lý do cuối cùng là nghĩ bạn có ý xấu, tấn công bạn trước để bạn không tấn công lại họ. Trường hợp này thì khá ít, nhưng lại rất thú vị. Thường là cao nhân từng trải, tâm cơ thâm trầm. Thật khó để phát hiện ra họ, nhưng chịu khó quan sát thì cũng sẽ ra thôi. Thế thì làm sao để nhận ra mình đang bị money shaming? Có hai loại money shaming là trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp thì sẽ dễ phát hiện hơn, đó là qua những câu hỏi và những câu cảm thán về tiền bạc người ta sẽ dành cho bạn. Thứ nhất là qua những câu hỏi như kiểu: cháu lương bao nhiêu? Năm nay mày có kiếm được nhiều không? Năm nay công ty bạn thưởng Tết nhiều không? Rồi tiếp đến là qua những câu cảm thán như kiểu: nghèo như vậy mà cũng đòi tán em kia, nghèo vậy mà cũng học lớp này à? Sao nghèo thế nhỉ?
còn gián tiếp thì tinh vi hơn, khó phát hiện ra hơn nhưng nghĩ kỹ thì sẽ thấy rất thầm nhỏ nhọ đế. Gián tiếp rất đa dạng thể loại và nhiều biến thể, tôi xin kể ra một vài kiểu như sau. Thứ nhất là flex một cách quá đáng về bản thân. Mũ hãng gì, áo quần hãng gì, giày hãng gì, mũ bao tiền, áo quần bao tiền, giày bao tiền. Sau đó sẽ hỏi giá tiền và hỏi lại brand của mũ, áo, giày của bạn. Thứ hai là kiểu kể rõ ràng rành mạch câu chuyện thằng A con B thu nhập khủng như thế nào, mua nhà ra làm sao, mua xe ra làm sao. Ngay sau khi vừa hỏi bạn thu nhập thế nào, đã mua nhà, mua xe chưa. Thứ ba là mời bạn đi ăn một bữa xa hoa đắt tiền mà bạn không thể chi trả nổi để chứng minh họ lắm tiền như thế nào. Sau đó thì sẽ khéo léo nhắc cho bạn về sự lắm tiền của họ để bạn cảm thấy rõ rệt sự chênh lệch giàu nghèo giữa hai người. Thứ tư là mời bạn đến một bữa tiệc, bóc quà của bạn và của tất cả mọi người ngay một cách công khai để thể hiện sự nghèo khó của bạn. Thứ năm là chê phương tiện đi lại của bạn hoặc là đùa cợt về nó. Thứ sáu là hỏi bạn khi nào thì xây nhà, khi nào thì mua ô tô, trong khi rõ ràng biết thu nhập của bạn rồi. Và rất nhiều nữa, các bạn có thể bổ sung dưới phần bình luận. Tới đây thì câu hỏi cuối cùng chúng ta cần đặt ra sẽ là phòng và chống money shaming như thế nào? Cách phòng và chống money shaming. Chúng ta đều khác nhau và những người ta gặp gỡ, nói chuyện cũng đều khác nhau, tình huống nói chuyện cũng chẳng giống. Tôi sẽ không đưa ra cụ thể một câu thần chú có thể hóa giải mọi đòn tấn công của money shaming. Thế nhưng mà tôi sẽ chỉ cho bạn một số cách kháng phép cơ bản sau đây. Cách 1 là phòng bị ngay từ đầu. Không có sự phòng thủ nào là tuyệt đối cả, nhưng sẽ có những cách phòng thủ tối ưu hơn những cách phòng thủ khác. Chuẩn bị trước là một trong những cách như vậy. Bạn hãy nghĩ về những lần họp lớp, trước đứa nào là đứa hay gây khó dễ cho bạn nhất. Trong những lần về quê thì ai là người hay hỏi mấy câu vô duyên về tiền bạc nhất. Họ là loại nào trong 4 kiểu người đi money shaming người khác, họ hay hỏi trực tiếp hay gián tiếp. Hãy tránh mặt họ đi, tránh va chạm tối đa, tránh voi thì chẳng xấu mặt nào mà. Nếu chẳng may gặp thì cũng im im ít nói cho qua chuyện. Nếu phải trả lời thì trả lời thật nhạt nhẽo vào, để họ cụt hứng nói chuyện với bạn, họ sẽ quay sang tấn công người khác mà thôi. Cách 2 thì hãy nghĩ ra những kịch bản tốt đẹp, những chủ đề câu chuyện khác ngoài tiền bạc để nói chuyện. Hãy biết cách đánh trống lảng. Khi người ta hỏi về tiền thì mình có thể nói về thời tiết, về bữa cơm, về rượu hôm nay ngon như nào, về trận bóng hôm qua, về sổ số hôm nay về bao nhiêu, về chiến tranh Ukraine, hôn nhân gia đình, vân vân, vô số các chủ đề khác. Những chủ đề vô thưởng vô phạt, không động chạm tới ai. Cách 3 là chủ động tấn công, phản công nhanh mạnh. Cách này là lấy cứng đối cứng. Gặp phải đối thủ mạnh mẽ và dai như đỉa đói thì cách này thực sự có hiệu quả. Điểm trừ duy nhất là bạn phải tập phản xạ. Đôi khi gặp người mạnh quá thì toàn trả lời thật nhanh và gãy gọn. Sức công phá càng cao thì sẽ càng có hiệu quả. Ví dụ về phản công như sau. Cháu lương bao nhiêu? Cháu còn thua lương con trai bác. Bác biết tên cháu là gì không? Biết cháu là con ai không mà hỏi. Năm nay mày kiếm được nhiều không? Cháu đang thất nghiệp. Bác có chỗ nào có việc giới thiệu không? À, cái thằng này mày chê tao nghèo. Có một cách khác là chủ động tấn công. Cảnh báo, đây là cách tà đạo, sử dụng tất cả các thể loại sát thương có thể dùng. Người sử dụng phải giữ vững tam quan, kẻo bị thoái hóa biến chất. Cách này sử dụng cả body shaming, face shaming, money shaming, marriage shaming, sex joke để tấn công người ta trước và chỉ dùng để đối phó với kẻ ác. Dạo này anh gầy thế nhỉ? Chắc cãi nhau với vợ nên bị bỏ đói đúng không? Cậu có thức đêm nhiều không mà sao mắt lại thâm quầng thế kìa? Quỳ nhiều lắm đúng không? Thấy đầu gối thâm hết rồi kìa. Lần sau chịu khó đi đôi quần tất vào nhá. Phấn nền hôm nay là hơi sukana đó nha. Mặt bạn dính cái gì kìa? Hình như là sự nghèo đó bạn. Bác cứ cố gắng sống thọ để lúc cháu giàu nha bác. Bác là dạo này ốm yếu lắm rồi đấy. Vân vân. Nói chung là cứ xem kẻ thù ác khác nói gì rồi cosplay theo. Sớm muộn cũng đắc đạo. Chúc các đạo hữu giữ vững đạo tâm khi thực hiện cách số 3 nhá. Và cách 4 là kiếm thật nhiều tiền. Cách 1, 2, 3 chỉ là tiểu đạo thôi, nâng cao năng lực tài chính của bản thân mới là đại đạo. Khi bạn giàu rồi thì họ không thể miệt thị bạn vì sự nghèo được nữa. Nụ cười chế giễu ngày hôm qua sẽ tắt ngấm, thay vào đó họ mới là người phải lo lắng về những câu hỏi kia. Bạn đã có những trải nghiệm money shaming như tác giả chia sẻ hay không? Nếu có thì cách bạn đối phó với tình huống này là gì? Có cách nào từ tác giả mà bạn nghĩ mình có thể ứng dụng luôn được hay không? Hay bạn nghĩ money shaming có nên được hiểu khác đi hay không? Hãy chia sẻ cho Spyroom cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp các bạn vào những video sau. See ya!